And welcome back. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về TOEIC 4 kỹ năng. Ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu tới các bạn về TOEIC Listening. Mình sẽ có thứ nhất là tổng quan về TOEIC Listening. Thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về cấu trúc và các loại câu hỏi có trong phần thi nghe. Thứ ba là một số những cái chiến lược và một số những cái mẹo để các bạn có thể làm bài hiệu quả. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổng quan của phần thi TOEIC Listening. Chúng ta sẽ có cái gì đây nhỉ? Alright, các bạn cùng theo dõi nhé. Mình sẽ có phần TOEIC Listening là một phần thi rất là quan trọng và nó sẽ chiếm tới 4 phần trong bài thi. Thứ hai thì đây sẽ là cái kỹ năng mà test về khả năng nghe của các bạn trong môi trường làm việc quốc tế. Và thứ ba là nó sẽ gồm rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như mình có về chủ đề công việc này, du lịch này, mua sắm này, giải trí này, vân vân. Đó. Mình nhắc lại một chút về cấu trúc của bài thi listening nhé. Các bạn có còn nhớ là listening thì sẽ gồm có bao nhiêu câu không? Đúng rồi, sẽ gồm có 100 câu. Và thời gian làm bài sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Yeah, mình sẽ làm trong vòng là 45 phút. Đó. Và như cô có chia sẻ trước đó thì phần thi listening sẽ gồm có 4 phần. Đó, tức là 4 parts. Và điểm tối đa mà mình đạt được cho cái phần thi này nó sẽ là 495 điểm. Cô sẽ giới thiệu kỹ hơn về từng cái phần, từng part của bài thi listening này. Đó, thì sẽ được chia ra thành part 1, part 2, part 3 and part 4. Đối với phần part 1 thì nó sẽ là cái dạng nghe tranh. Tức là mình sẽ được nhìn các bức tranh này. Đó, tổng cộng thì chúng ta sẽ có 6 bức tranh cho phần part 1. Đó. Với mỗi bức tranh này thì băng sẽ đọc cho mình 4 câu để miêu tả. Chúng ta sẽ phải nghe xem là cái phương án nào đang mô tả đúng nhất với cái bức tranh đó. Với phần listening part 1 ấy thì mình sẽ có tổng cộng đó là hai dạng bài chính. Thứ nhất đó là về mô tả người và thứ hai là tranh mô tả cảnh và vật. Thì trong cái tranh loại tranh thứ hai ấy thì sẽ không có xuất hiện con người ở trong đó. Thế thì ở đây là một số những cái ví dụ mà cô trích ra từ trong nguồn đề thi mà các bạn có thể tham khảo. Đây các bạn xem này, chúng ta thấy là có trong bức tranh có hai người đúng không? Thì đây chắc chắn sẽ là tranh về mô tả người đúng không nào? Vậy thì bây giờ các bạn hãy thử nghe giúp cô. Đó, nghe 4 câu miêu tả xem là chọn xem là cái câu nào là cái câu mô tả đúng nhất với cái bức tranh nhá. Alright, let's go. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. They're folding some papers. B. They're putting a picture in a frame. C. They're studying a drawing. D. They're closing a window. Bây giờ các bạn hãy cùng nhìn cái phần transcript của cô nào. They are folding some papers. Có nghĩa là họ đang gọi là cuộn, đúng không? Cuộn một số những cái tờ giấy. Thì chúng ta thấy là không có xuất hiện cái hình ảnh là cuộn tờ giấy ở trong bức tranh. Vậy A sẽ không phải là đáp án chính xác. Rồi, đối với câu số 2 là they are studying a drawing. Có nghĩa là họ đang xem một cái bản vẽ, một cái bản thiết kế gì đó, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái câu này mô tả rất đúng với bức tranh này. Bởi vì trong tranh là mình thấy có hai người đàn ông, đúng không? Đang chỉ tay vào cái bản vẽ đặt ở trên bàn, đúng không nào? Vậy đây sẽ là đáp án chính xác. Mình cùng xét tiếp hai cái phương án còn lại để xem là tại sao nó lại sai nhé. Với phương án C thì chúng ta thấy là họ đang đóng cửa sổ lại, đúng không? Closing a window thì sẽ là đóng cửa sổ lại. Ở đây không có, mặc dù là có xuất hiện cửa sổ đấy nhưng mà không có cái hành động closing, đúng không? Thế nên đây là phương án sai. Rồi, thế còn C này. C là đang cho những cái gọi là bức tranh vào trong cái khung. Frame mình có là khung. Đó, thì chúng ta thấy là cũng không có xuất hiện ở trong bức tranh này, đúng không nào? Thế thì đáp án đúng nhất sẽ là đáp án B. Đó, khi đi thi nhá, chỉ có một phương án duy nhất là đúng thôi. Nên là các bạn cần phải nghe thật kỹ và loại trừ những cái nào mà nó không có hoặc là nó sai hoàn toàn so với cái bức tranh của mình. Alright. Rồi, tiếp theo đến với cái loại tranh thứ hai, đó là tranh tả cảnh vật, tức là không có con người ở trong đó. Đấy, thì với bức tranh này các bạn cũng thực hành cùng với cô nhé. Cô sẽ để cho các bạn nghe và sau đó hãy lựa chọn xem là cái phương án nào
là đúng nhất. All right, let's go. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some clothing has been hung up. B. Some boxes are stacked on a cart. C. A bag has fallen on the floor. D. A chair has been pushed under a desk. All right, thì đây là phần transcript của cô này. Với câu A thì chúng ta thấy là có một số quần áo đã được treo lên, đúng không? Thì chúng ta thấy là ở trong tranh có quần áo ở đây, đúng không? Và quần áo đã được treo lên. Vậy thì ngay phương án đầu tiên đã là phương án đúng rồi. All right, vậy A sẽ đáp án của mình nhé. Nhưng mà mình cũng xem là các phương án còn lại tại sao lại sai này. Với B thì mình thấy là có một số những cái boxes, là một số những cái hộp này, thì đã được xếp chồng. Đó, stacked ở đây là xếp chồng lên này, trên một cái xe đẩy. Nhưng mà trong tranh thì chúng ta không thấy có hộp, đúng không nào? Vậy thì đây là phương án sai nhá. Tiếp theo này, ở phương án C này, có một cái túi này đã rơi ở dưới sàn nhà. Rồi, đây là một phương án bẫy. Nếu như mà bạn nào mà chúng ta nghe bất kỳ, chúng ta nghe thấy bag, thấy trong tranh có bag đấy. Nhưng mà sai ở chỗ đó là bị rơi xuống sàn. Ở đây chúng ta thấy là cái túi này nó không ở dưới sàn, đúng không? Mà nó ở trên cái xe đẩy cơ. Đó, thì đấy là sai. Alright. Còn phương án D này, một cái ghế đã được đẩy xuống dưới cái bàn. Thì chúng ta thấy đây là cái ghế, đúng không? Nhưng mà nó không đẩy xuống dưới bàn. Đó, mà nó đang được để dựa vào cái tường. Đấy, vậy thì D cũng là cái phương án sai. Thế thì chúng ta có thể thấy là đối với cái bức tranh này thì bốn phương án hầu như là đều có xuất hiện những cái đồ vật ở trong tranh. Tuy nhiên là sẽ thường sai về cái động từ đi cùng với cái đồ vật đó. Đó, các bạn chú ý cho cô nhé. Ok, vậy thì phương án đúng ở đây của chúng ta sẽ là đối với cái phần part 1 này, chúng ta sẽ có các cái chiến lược gì? Đó, mình hãy chú ý là xem kỹ và phân tích cái bức ảnh được cho. Khi mà chúng ta bắt đầu vào phần part 1 ấy, thì sẽ có một khoảng thời gian mà người ta đọc cái phần hướng dẫn. Thì khi mà người ta đọc cái phần hướng dẫn đó thì chúng ta hãy nhanh chóng là mình đi xem qua trước các bức tranh và mình chuẩn bị từ vựng cho các cái bức tranh đó. Nếu được thì mình có thể dự đoán trước xem là cái dạng câu miêu tả nào sẽ là cái dạng câu đúng cho cái bức tranh đó. Ngoài ra thì mình cũng cần phải đặc biệt chú ý tới các chi tiết. Có một cái bẫy như thế này mà cô thường hay gặp trong đề thi, đó là tranh tả người ấy, nhưng mà cái đáp án đúng nó lại là tranh tả vật các bạn ạ. Đó, thì đấy là một trong những cái bẫy ở trong phần part 1. Đó, thì các bạn hãy nhớ cho cô này, số lượng câu này, thời gian làm bài này và các dạng bài sẽ là gì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là phần nghe về phần hỏi đáp. Số lượng câu của chúng ta sẽ gồm có 25 câu nha. Đó, bắt đầu từ câu số 7 cho đến hết câu số 31. Đó, thì chúng ta, nó sẽ là các cái dạng nằm trong phần part 2, dạng số 2. Thì chúng ta sẽ gồm có tổng cộng là 25 câu, 25 câu hỏi. Đó, và mỗi câu này thì khác với phần part 1, nó sẽ gồm có 3 phương án trả lời thôi. Người ta sẽ đọc câu hỏi và người ta sẽ đọc cho mình 3 phương án. Và các bạn lưu ý cho cô nhé, là câu hỏi và các phương án trả lời sẽ không được in ở trong phần đề thi. Chắc chắn rồi, mình cũng sẽ phải nghe xem là cái phương án nào nó trả lời đúng nhất cho cái câu hỏi. Sẽ gồm có 6 dạng ở trong phần part 2. Thứ nhất là mình sẽ có dạng câu hỏi WH question, là những cái câu mà sẽ bắt đầu bằng các từ để hỏi, ví dụ như là what này, when này, where này, why này, how này, vân vân. Đó. Tiếp theo là dạng câu hỏi yes no question. Đó, thường nó sẽ bắt đầu bằng các trợ động từ, ví dụ như là do này, does này. Đó, hoặc là can này, could này. Dạng thứ ba sẽ là dạng tag question, có nghĩa là dạng câu hỏi về lấy đuôi. Đó, ví dụ như là you are a student, aren't you? Đó, thì đấy sẽ là dạng tag question. Negative question sẽ là dạng câu hỏi mà có cái từ để hỏi ở đầu tiên ấy, nó sẽ ở dạng phủ định. Ví dụ như là aren't you a student? Thứ năm là dạng choice question, là dạng câu hỏi lựa chọn. Thì thường ở trong câu hỏi sẽ có chứa từ or, đưa ra hai lựa chọn là A or B. Và chúng ta cũng phải nghe xem là cái phương án nào trả lời đúng cho cái câu hỏi đó. Và cái dạng tiếp nữa là dạng statement. Thì đây nó sẽ không phải là một câu hỏi, mà nó sẽ là một cái câu phát biểu thôi.
Và chúng ta sẽ phải nghe xem là cái câu nào sẽ phản hồi lại đúng nhất với cái câu phát biểu đó. Nó không phải là câu hỏi. Alright. Vậy thì đây sẽ là các cái dạng bài mà chúng ta sẽ thường hay gặp nhất ở trong phần vận trừ. Ví dụ như câu hỏi là where is the entrance to the parking garage? Đâu là cái cửa vào, đúng không? Tới cái khu vực, cái chỗ để xe. Thì có ba cái phương án mà người ta sẽ đọc, đó là go straight ahead, là đi thẳng, đúng không? Tiếp theo là yes, that's right. Vâng, đúng rồi. Và C là at 3 p.m. vào lúc 3 giờ chiều, đúng không? Thế thì với câu hỏi này các bạn sẽ lựa chọn phương án là gì nào? À đúng rồi, cô tin là nhiều bạn cũng sẽ chọn ngay được cái phương án A, đúng không? Bởi vì cái này nó hỏi về cái đường đi đến cái chỗ đỗ xe, đúng không nào? Thế thì ở đây đi thẳng, đó là đưa ra một cái direction, có nghĩa là cái lời chỉ dẫn hướng đi. B sai, bởi vì sao? Nó sai dạng, đúng không? Câu hỏi là câu hỏi WH, mà trả lời lại có chứa yes là sai rồi, được chưa nào? Rồi C sai, bởi vì là câu hỏi là hỏi where, nhưng mà đáp án thì lại là thời gian là vào 3 giờ là sai chắc rồi, đúng không nào? Đây là dạng câu hỏi đố các bạn biết. Đúng rồi, đây là dạng câu hỏi lấy đuôi, đúng không? Đấy thì mình cũng chọn nhanh giúp cô xem là phương án ở đây sẽ là phương án nào nào. Ok, rồi là phương án B, đúng không nào? Đó. Bạn đã sắp xếp những cái ghế vào trong phòng hội thảo rồi, phải không? Đúng không? Thì câu trả lời là vâng, đúng rồi. Tôi đã sắp xếp 200 chỗ ngồi, tổng cộng là 200 chỗ ngồi. Đó, vậy thì B là phương án đúng nhất. Đó, thì ngoài ra ở trong phần phát triu này thì chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái bẫy. Tuy nhiên, mình cũng sẽ có những cái mẹo để chúng ta có thể xử lý được một số những cái dạng câu hỏi khó nhằn ở trong phần phát triu này. Đó, thế thì một cái chiến lược, một số những cái chiến lược mà các bạn có thể áp dụng cho cái phần part 2 này là chúng ta hãy xác định cái dạng câu hỏi nó là gì. Từ đó mình có thể dự đoán trước cái câu trả lời. Số 2 là mình nhớ nha, phải đặc biệt lưu ý, phải đặc biệt ghi nhớ cho cô, đó là mình phải nghe kỹ hết cả ba phương án, sau đó mình mới đưa ra được cái phương án nó đúng nhất. Đó, bởi vì có một số phương án mà chúng ta có thể gọi là mình nghe thấy là nó hơi đúng đó. Đó. Nhưng mà nó lại không phải là đáp án của cái câu đó. Đấy, thế thì các bạn phải nhớ cho cô là nhất định phải nghe hết cả ba phương án rồi mới bắt đầu tô cái đáp án chính xác của mình. Vậy là xong phần part 2 nhá. Thì các bạn cần nhớ cho cô này, số lượng câu này, các dạng câu hỏi này, đó, và một số những cái chiến lược để chúng ta xử lý cái phần part 2 này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thứ ba, đó là dạng bài về hội thoại. Đó, thì đối với cái dạng bài này nhá, hội thoại thì sẽ là gồm từ 2 người trở lên, đúng không nào? Và tối đa ở trong đề thi listening ấy, thì sẽ có 3 người nói thôi, không lên tới 4 người nói đâu. Tối đa là 3 người nói thôi nhá. Đó. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 13 đoạn hội thoại. Đó. Và mỗi đoạn hội thoại đó thì sẽ có 3 câu hỏi đi kèm. Đó, liên quan đến cái đoạn hội thoại đấy. Thế thì mỗi câu cũng tương tự sẽ có 4 phương án để chúng ta có thể lựa chọn. Chắc chắn rồi, nhiệm vụ của mình sẽ phải nghe xem là cái phương án nào nó sẽ trả lời đúng nhất, khớp nhất với cái thông tin ở trong đoạn hội thoại. Với phần part 3 này thì chúng ta sẽ có 3 cái dạng câu hỏi chính. Thứ nhất là dạng câu hỏi về thông tin, đó, hỏi về ý chính này. Tiếp theo là dạng câu hỏi chi tiết, một chi tiết gì đó ở trong bài. Đó, và phần thứ 3 sẽ là dạng câu hỏi suy luận. Tức là thông tin xuất hiện trong bài rồi, nhưng mà phải trải qua một vài những cái bước suy luận của mình thì mới chọn được cái đáp án đúng. Đó, ok. Cô lấy ví dụ nhá. Ở đây sẽ là dạng câu hỏi chi tiết. Hỏi xem là người đàn ông sẽ gọi là đi đâu vào lúc 3 giờ, đúng không nào? Đó, thì đây là hỏi chi tiết nha các bạn. Đó, thì mình cũng sẽ, người ta cũng sẽ đọc cho mình ba cái, người ta sẽ chỉ đọc câu hỏi thôi. Và cái phương án này sẽ được hiện ở trên màn hình hoặc là hiện trong cái tờ đề bài của mình. Chiến lược ở đây thì đầu tiên các bạn hãy đọc trước câu hỏi và các phương án, xác định từ khóa của từng câu hỏi và các phương án đó. Đó. Tiếp theo là mình hãy cẩn thận với từ đồng nghĩa nha. Bởi vì trong part 3 ấy, thì cái thông tin ở trong đáp án và thông tin ở trong đoạn hội thoại là nó sẽ được paraphrase, nó sẽ được nói theo cách khác.
Đó, chứ nó không giữ nguyên như ở trong bài nha. Thế cho nên là chúng ta phải làm sao mình gọi là trau dồi thật là nhiều những cái từ đồng nghĩa của nhau để mình có thể nhanh chóng xử lý được những cái xử lý thông tin và chọn ra được cái câu hỏi đúng nhất. Phần thứ tư thì sẽ khá là giống với phần thứ ba. Đó, tuy nhiên nó khác ở cái là bây giờ chỉ còn một người nói thôi. Thay vì là 2 cho đến 3 người nói chuyện với nhau thì bây giờ còn đúng duy nhất một người. Đó, độc thoại. Đấy. Và cái số lượng bài nói thì cũng sẽ ít hơn. Đó, chỉ còn là 10 bài nói thôi thay vì là 13 giống như ở part 3. Và mỗi bài ấy, thì cũng sẽ có 3 câu hỏi đi kèm. Đó, chúng ta cũng phải nghe, chúng ta cũng phải phân tích và lựa chọn ra cái phương án nào là phương án đúng nhất so với cái thông tin được cung cấp ở trong bài nói. Và các dạng này thì chúng ta cũng có các cái dạng câu hỏi giống như ở phần part 3. Đó, cũng là câu hỏi thông tin chung, câu hỏi chi tiết này, câu hỏi suy luận này. Đó, và có thêm một cái nữa là dạng câu hỏi về bảng biểu. Tức là người ta sẽ cho mình một cái bảng này, hoặc là một cái sơ đồ này, hoặc là một cái hình ảnh gì đó, và yêu cầu mình là phải nhìn xem là thông tin nào ở trong cái bảng nào là đúng nhất. Thì cô cũng có một cái ví dụ minh họa cho phần part 4 là như thế này. Đó, thì đây sẽ là dạng câu hỏi cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không? Đó, thì mình sẽ phải nghe này, sau đó là đối chiếu thông tin và chọn được cái phương án chính xác nhất. Đó, ok. Chiến lược nhá, thì cô sẽ có một số cái chiến lược này cho các bạn. Thứ nhất là mình cũng nghe, mình cũng xác định từ khóa, mình cũng đọc trước và mình dự đoán cái đáp án trước. Đó, tiếp theo là phải gọi là ghi nhớ các cái câu hỏi dành cho mỗi câu. Bởi vì trong khi nghe là chúng ta sẽ phải vừa nhớ câu hỏi để vừa bắt ghi xem là bắt đầu nghe từ chỗ nào. Nhớ là phải nắm bắt được cái mạch nội dung. Vậy là cả nhà đã nắm được qua về phần TOEIC Listening chưa nhỉ? Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu như có câu hỏi gì thì chúng ta hãy inbox cho anh Miss Hoa để mình có thể được hỗ trợ và có thể nhận được tài liệu miễn phí nếu như các bạn muốn nhé. Và bài giảng của cô về bài thi TOEIC 4 kỹ năng, cụ thể là kỹ năng Listening, đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau. Goodbye! Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.